Xin chào các khán giả của FPT Play, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin bóng đá Việt ngày 11 tháng 12. Được chuẩn bị cho trận đấu gặp đối thủ khó chơi nhất tại bảng B AFF Cup 2020 Malaysia, thì đội tuyển Việt Nam đang rất tích cực tập luyện bất chấp những cơn mưa không ngớt tại Singapore. Bên cạnh đó thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những tính toán về mặt nhân sự cho trận đấu này. Thời tiết xấu đã không cản bước quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở buổi tập chiều ngày 10 tháng 12. Sau chuỗi ngày nắng đẹp, buổi tập của đội tuyển Việt Nam đã diễn ra trong cơn mưa lớn. Toàn đội cùng nhau nỗ lực hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu quan trọng gặp đối thủ Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2020 vào ngày 12 tháng 12. Đây là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những phương án về nhân sự cho cuộc đối đầu với Malaysia sau buổi tập nội bộ vào ngày 9 tháng 12. Buổi tập chiều ngày 10 tháng 12 của đội tuyển cũng chào đón sự góp mặt trở lại của Lý Công Hoàng Anh. Tiền vệ này vừa hoàn thành kiểm tra y tế sau khi nhập cảnh vào Singapore. Đây là buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam gặp mưa lớn. Trước đó, ban tổ chức AFF Cup cũng đã thông báo nếu thời tiết mưa kèm sấm chớp, các đội bóng sẽ phải dừng tập luyện ngay lập tức để đảm bảo an toàn. Mỗi sân bóng ở Singapore đều có hệ thống cảnh báo chớp. Rất may mắn, đội tuyển Việt Nam trong buổi tập trên sân Bishan đã không gặp phải sấm chớp. Hiện tại, Malaysia vẫn đang dẫn đầu bảng B. Nếu không muốn gặp khó, đội tuyển Việt Nam cần phải giành trọn 3 điểm trước Malaysia. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã đi xem trực tiếp đội bóng này thi đấu trong chiến thắng 4-0 trước Lào để lên phương án đối phó với đối thủ. Trong khi đó, những điều tích cực thì lại đang không đến với đối thủ của chúng ta Malaysia, khi 4 cầu thủ của đội bạn dính Covid-19 và 1 cầu thủ dính chấn thương nặng. Trước tình hình này, huấn luyện viên Tan Chen Ho và Liên đoàn bóng đá Malaysia đang chờ AFF chấp thuận cho họ bổ sung cầu thủ. Nếu điều này không diễn ra thì họ có thể sẽ bỏ giải. Trang Stadium Astro của Malaysia đưa thông tin không mấy lạc quan về tình hình của đội tuyển bóng đá nước nhà. Trước tình hình đoàn quân của huấn luyện viên Tan Chen Ho chỉ còn 19 cầu thủ cho trận gặp Việt Nam vào tối ngày 12 tháng 12. Bởi 4 cầu thủ của họ hiện đang dương tính với Covid-19, cùng với đó một người bị chấn thương. Tiền đạo Safawi Rashid ở cùng phòng với Akhia Rashid, người đã nhiễm virus Covid-19, trước đó hiện cũng đang phải cách ly 10 ngày. Với lực lượng còn lại, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã làm đơn xin bổ sung cầu thủ gấp. Tuy nhiên, theo quy chế của AFF Cup 2020, các đội tuyển chỉ được bổ sung hoặc thay thế thủ môn với lý do bất khả kháng có xác nhận của bác sĩ. Thế nên, yêu cầu bổ sung và thay thế cầu thủ ở các vị trí khác của Liên đoàn bóng đá Malaysia có thể bị từ chối. Và nếu Malaysia không bổ sung được cầu thủ, thầy trò ông Tan Chen Ho có thể rút khỏi AFF Cup 2020 trước lượt trận thứ 3 bảng B gặp Việt Nam vào tối ngày 12 tháng 12. Một đối thủ lớn của chúng ta là Thái Lan cũng đón tin tức không vui khi mới đây trung vệ Jonathan Khemde của họ bất ngờ phải nhập viện khẩn cấp. Và điều này có thể khiến cho đội tuyển xứ sở Chùa Vàng gặp những tổn thất về mặt lực lượng, đặc biệt là hàng phòng ngự. Trung vệ Jonathan Khemde phải nhập viện vì có những triệu chứng của bệnh dạ dày khi tập luyện và thi đấu cùng đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup. Tình trạng này xảy ra kể từ khi trung vệ 19 tuổi đặt chân đến Singapore. Các triệu chứng bắt đầu từ những ngày đầu tiên và tăng dần. Siam Sport, một tờ báo nổi tiếng của Thái Lan đưa tin, trung vệ 19 tuổi đã bị đau bụng và được chẩn đoán bị trào ngược dạ dày. Dù đã uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nhưng cường độ tập luyện cao cộng với việc ăn đồ ăn tại Singapore đã gây ra thêm nhiều triệu chứng khác cho Jonathan Khemde trong buổi tập ngày hôm qua. Cầu thủ này ngay lập tức đã được đưa đến bệnh viện Khu Tech Puat để xét nghiệm máu và kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Kết quả chụp X-quang và CT của cầu thủ này đều cho thấy anh vẫn ổn. Hiện đang có một bác sĩ của đội tuyển Thái Lan đảm nhận nhiệm vụ túc trực 24/24 bên cạnh trung vệ mang trong mình dòng máu Đan Mạch. Với việc gặp vấn đề về sức khỏe, Jonathan Khemde có thể sẽ không kịp bình phục trước trận đấu gặp Myanmar vào tối ngày mai, 11 tháng 12. Cuối cùng sẽ là cụm tin vắn trong nước, nơi mà các câu lạc bộ V-League có vẻ như đang tỏ ra thờ ơ với đấu trường AFC Cup. Cùng với đó sẽ là những tin tức chuyển nhượng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trên FPT Play. Có lẽ sân chơi AFC Cup đã không còn sức hấp dẫn đối với các câu lạc bộ giàu tham vọng của Việt Nam sau khi lần lượt BKMX Bình Dương và Hà Nội đã tiến sâu ở giải đấu này. Sau những thành công đó, hai đội lần lượt tập trung thử sức ở đấu trường danh giá hơn, đó là AFC Champions League, nhưng kết quả không được như ý muốn. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên năm nay AFC Cup không thể diễn ra theo như dự kiến. Vì thế, Việt Nam chỉ có Viettel đại diện đi tham dự AFC Champions League. V-League 2021 mặc dù bị gián đoạn, nhưng sau đó Hoàng Gia Lai và Viettel được xét tham dự AFC Champions League. VFF đã nhanh chóng tìm câu lạc bộ thay thế cho Than Quảng Ninh để dự AFC Cup. Tuy nhiên, lần lượt Nam Định và Thanh Hóa đã từ chối, rồi mới đây là BKMX Bình Dương. Bởi lý do khó khăn chung của các đội là họ sẽ phải bỏ ra kinh phí để đầu tư lực lượng khi phải thi đấu dàn trải trên nhiều mặt trận, vừa mất sức, có thể cả thời gian nếu như phải thực hiện cách ly.
Đến với một thông tin khác, mới đây hậu vệ từng được ví là Marcelo xứ Nghệ, Võ Ngọc Đức đã nói lời chia tay Sông Lam Nghệ An để cập bến câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Cầu thủ sinh năm 1994, trưởng thành từ lò tạo của Sông Lam Nghệ An. Anh từng là hậu vệ trái có tiềm năng của bóng đá xứ Nghệ. Tuy nhiên sau mùa giải 2019, Võ Ngọc Đức liên tiếp gặp phải chấn thương. Anh dần mất đi phong độ và không giành được vị trí chính thức trong đội hình của Sông Lam Nghệ An. Mùa giải năm nay, Võ Ngọc Đức đã hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ xứ Nghệ. Anh cảm thấy mình không nằm trong kế hoạch của câu lạc bộ, vì thế đã nói lời chia tay với đội bóng áo vàng. Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội chính thức công bố bản hợp đồng mới mang tên Phạm Tuấn Hải. Sau Hai Long và Văn Vĩ, Phạm Tuấn Hải là cầu thủ nội tiếp theo gia nhập câu lạc bộ thủ đô. Chia sẻ trong ngày ra mắt đội bóng, Tuấn Hải khẳng định được khoác áo đội bóng là một vinh dự. Mục tiêu của anh sẽ là thi đấu thật tốt, cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới V-League để được trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ngôi sao đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam sẽ gắn bó với đội chủ sân hàng đẫy trong vòng 3 năm. Đáng chú ý, Tuấn Hải trưởng thành từ chính trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Sau khi chuyển giao, anh bắt đầu thi đấu cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại giải hạng nhất năm 2019 và sau đó là V-League mùa giải 2020-2021. Thi đấu 26 trận ở V-League, tiền đạo sinh năm 1998 có được 7 bàn thắng. Những màn trình diễn tốt giúp Tuấn Hải có lần đầu tiên lên tuyển vào đầu tháng 8 khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tại đấu trường đặc cấp châu lục, Tuấn Hải dự bị 4 trận, được ra sân 11 phút ở trận thua Oman 1-3. Việc không có tên tham dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam vừa là tiếc nuối, vừa là cơ hội để Tuấn Hải có thêm thời gian hòa nhập cùng đội bóng mới. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.